This is a different car. This is no, it's not good. Oh. Yeah, this is not good. Oh, I can't tell the difference. Hey, chào cả nhà nha. Hôm nay mình tiếp tục đi với lại đó hai người bạn để hôm nay mình đi đào baby clam nha. Đi đào con sò nhỏ đó. Thì bây giờ đây là cái chỗ. Đây bây giờ mình thử nha, coi coi. Nó có không nha. Bây giờ mình đào lên coi này. Coi thấy nó lỗ nó nhiều lắm nha mọi người. Lỗ rất là nhiều nha. Mọi người coi thử coi. Ồ đây này, đó nó lên rồi này. Đó. Thì mình đào thì nó rất là nhiều nhưng mà mình lựa coi cái chỗ nào nó to đó. Đó, chỗ này to này. Đó. Ui nhiều lắm. Rồi, những con bự không nha. Giờ mình lựa những con bự mình bắt. Nhiều lắm mọi người. Đó. Giờ mình đào này. Ồ wow. Quá trời luôn. Ồ. Còn bự không? Ồ, đủ luôn, đủ size luôn. Đây mọi người. Này. Đó, mập mạp trắng kiểu. Ồ, đã quá. Ồ. Wow. Này. À, hai người bạn kia đang là rửa mấy cái loại cả sò, sò voi voi. Bây giờ mình đào con này trước để tí nữa mà tới lượm thôi. Đó. Đây mọi người. Đó, đã chưa? Nhiều lắm. Đó, này. Đó. Tha hồ. Những con bự thì mình cứ lấy thôi nha mọi người. Con nhỏ mình không có lấy nha. Đó. Quá trời luôn. Đó, không có sâu nha. Đó, rất là nông. Đó. Đếm, đếm sợ lộn nữa. Đây go. Còn dậy rồi nè. Chúng cái lỗ rồi nè. Đây go. Chúng lỗ rồi, chúng ổ rồi, chúng ổ rồi. Đây go. This one. Đó, thấy không? Nó nằm ở trên trên thôi. Có chúng đó là nó lên nè. Here, 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 Pat. It's right here. It's the pat right here. Right here. Yeah. It's not that deep. Yeah, just you, your, just slow. Yeah, just crack it. Yeah, see? They're not that deep. Yeah. Yeah, just like that. Yeah. See, you hit it. I mean, you hit the. See? Yeah. Watch it. Đây, ăn này hết. Ăn này hết. Slow Pat. Slow down. You kind of turn it. When you bring it up, yeah. Turn it. So they break it. Turn it. Yeah, see? Mm-hmm. They come out. Yeah. If you hit something, you stop. Yeah, like that. So turn it. Turn upside out. Yeah. Kind of. There you go. See? You crack. I didn't crack none of them. That's why if you feel it, you change the thing. Yeah. Whoa. Look at that. We're halfway there. Hmm? I said we're halfway there. Yeah, 50 in that line. A different guy. That one no good. Oh, really? Yeah. The yellow and long. So, go to two different guy. That's no good. The circle is no good. Oh, you don't like this? No? Yeah, it's like this. It's supposed to be like this. Oh, flatter? Yeah. Flatter and then longer. Ah. This is a different car. This is no, it's not good. Oh. Yeah, this is not good. Oh, I can't tell the difference. Because they didn't hit that door. Yeah. Try it over here. Yeah. There's a lot of them right here, but it's a different car. Yeah. Yeah, see? Uh-huh. A lot, but a different kind. This spot, and there you go. It's there. There you go. Five more, that's it. Four more. Is that the same? No. No, don't take it. Trust me, if you don't believe me, try it, man. It's they chewy and it's small. Oh really? When you boil it, they don't open too. Oh. Yeah, they don't open. There you go. That's the one. Right here. Okay, one more. There you go. Okay, you're done. We are done. Yep. Ooh, my back. You okay now? Mệt không? Mệt quá trời. Thấy dễ mà không phải dễ. Easy but not that easy. Yeah. Look easy but not.
Look at her over there. Giờ mình xong rồi nha mọi người. Đó, nãy giờ đi đào sò nhỏ nha. Nói chung là đào lấy sức đào cho nên không có nói được nhiều nha mọi người. Cho nên là mọi người thấy coi thêm cách đào và nó nhiều như thế nào nha. Đó, thấy rất nhiều. Bây giờ anh bạn đưa ra rửa đây. Bây giờ sẽ bỏ bịch nha. Chia ra rồi bỏ bịch nha. Đó, đây. Đây mình có mang bịch bởi vì mình không có được bỏ chung nha. Ôi, nước đã quá. Anh em mình đã xong nha. Đây anh ta đếm nha, mình đã đếm được 2 bịch, bây giờ còn bịch cuối cùng nữa mọi người. Rồi coi. Hey, still alive. I know. À, con sò nó nằm ngay bên bờ hồ này mà còn sống nha mọi người. À, con sò mỡ này. Hold it. Over one. Hold it down here. Nhưng mà ngày hôm nay mình không có bắt sò mỡ nha mọi người. Đó. That's good enough. Yeah. All right. Đây là vừa đủ luôn ha. Rồi. Rồi. Ok. Đây cả nhà, đây ba anh em mình nè. Đó rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn đã đồng hành. Bye bye. Mình hẹn gặp lại nha. Chúc mọi người mạnh khỏe nha. Bây giờ đi giăng nắng, cái đầu nó bóng luôn rồi mọi người.